Thảo Ngọc xin chào các em. Chị đã quay trở lại với trò giải cứu nàng công chúa Elsa và chuẩn bị cho nàng công chúa Elsa đi dự tiệc rồi đây. Các em ơi, trong phần trước chị Thảo Ngọc đã giúp make up và làm đẹp cho nàng công chúa Elsa rồi. Bây giờ trong phần này chúng ta sẽ chọn cho nàng công chúa Elsa một bộ đầm đẹp để đi dự tiệc nha. Trước tiên chị Thảo Ngọc sẽ chọn cho nàng công chúa một kiểu tóc thật là đẹp nha. Đây là kiểu tóc bếp cao nè, màu xanh rất là đẹp. Còn đây là kiểu tóc tết hai bên, có nhuộm màu hồng và bạch kim nè. Kiểu tóc này rất là nhí nhảnh và dễ thương đó các em. Còn kiểu tóc thứ ba là một kiểu tóc bới, còn có uốn xoăn nhẹ ở phần mái nữa này các em. Kiểu tóc này trông nàng công chúa của chúng ta rất là quý phái. Còn kiểu tóc có mái ngố này và búi ở phía sau thì trông rất là dễ thương và đáng yêu nè. Kiểu tóc này là kiểu tóc tết lệnh vai, có tông màu xanh và màu hồng nè. Kiểu tóc này cũng đáng yêu quá. Còn đây là một mái tóc ngắn, có nhuộm màu xanh và phớt hồng ở đuôi nè. Hôm nay là một bữa tiệc quan trọng chào mừng nàng công chúa quay trở lại sau nhiều năm ngủ trong tòa lâu đài bị đóng băng đó. Nên chị Thảo Ngọc sẽ chọn cho nàng công chúa một kiểu tóc thật là đặc biệt. Chị Thảo Ngọc nghĩ nàng công chúa Elsa của chúng ta rất hợp với kiểu tóc tết lệnh vai này đó các em. Trông nàng công chúa có kiểu tóc này thì sẽ trông đáng yêu và dễ thương hơn nè. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn cho nàng công chúa một bộ đầm nha. Mình cùng xem qua những bộ đầm ngắn của nàng công chúa Elsa nha các em. Đây là một bộ đầm ngắn hai tầng nè, có những bông hoa rất là đẹp. Còn đây là bộ đầm màu hồng, vòng eo còn kết thành một vòng hoa nè. Bộ đầm này cũng hai tầng, có một tầng một là ren, còn tầng thứ hai là màu hồng đó các em. Đây là một kiểu đầm màu cam, rất là bồng bềnh. Kiểu đầm này có nơ ở eo nè, còn có một lớp van dài bắt qua vai nữa nè. Còn kiểu đầm này thì rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là đáng yêu bởi vì đầm này có màu hồng. Lại một kiểu đầm hồng dễ thương nữa này các em. Kiểu đầm này cũng có hai lớp, một lớp van mỏng bên ngoài nè và một lớp trên váy màu hồng. Còn phần áo thì cúp ngực. Trông nàng công chúa của chúng ta rất là sexy nhưng cũng không kém phần đáng yêu đâu. Còn đây là một bộ đầm màu xanh da trời. Bộ đầm này là cũng màu xanh da trời, còn có đính bông hoa tuyết ở vòng eo nè. Bộ đầm này thì có đính thêm bông hoa ở vai nè. Miếng đá lấp lánh luôn đó các em. Bây giờ chúng ta cùng xem qua tủ đầm dài của nàng công chúa nha. Đây là những bộ đầm dạ hội. Hôm nay nàng công chúa đi dự tiệc dạ hội thì chị Thảo Ngọc nghĩ nên mặc một bộ đầm dài thì sẽ phù hợp hơn đó. Đầu tiên là một bộ đầm màu xanh, cũng được miếng đá lấp lánh luôn nè, có bông hoa tuyết ở giữa ngực nữa nè. Còn đây là một bộ đầm màu xanh da trời, có một lớp vải rất đặc biệt được in ren ở bên trong này các em. Phần vai còn có một lớp ren nữa, một lớp ren mỏng. Trông nàng công chúa mặc bộ đầm này thì rất là nữ tính đó. Bộ đầm này thì trông thật là quý phái, giống như là tiểu thư quý tộc hồi xưa đó. Bộ đầm này thật là bồng bềnh, có tầng tầng lớp lớp luôn nè. Có một lớp, hai lớp, ba lớp luôn. Còn có đính đá như là những viên ngọc nhỏ li ti nữa này các em. Đáng yêu quá. Bộ đầm màu xanh này còn có nơ nữa. Bộ đầm màu xanh da trời này thì được đính những bông hoa bằng thủy tinh nữa nè. Bộ đầm này thì là bộ đầm nơ màu hồng. Bộ đầm có hoa thủy tinh màu tím và màu hồng nè. Đầm nào cũng đẹp quá các em ơi. Mình mặc bộ nào cho nàng công chúa đây ta?
Chị Thỏ Ngọc phân vân quá không biết chọn bộ nào hết các em ạ. Bộ nào cũng đẹp. Mình sẽ chọn cái đầm hồng này nha các em. Cái đầm hồng này có những cái nơ rất là nữ tính và đáng yêu. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn một kiểu áo khoác cho nàng công chúa Elsa nha. Đây là kiểu áo khoác lông vũ có đính bông hoa tuyết ở giữa ngực nè. Trong bộ áo khoác này thì nhìn rất là mềm mịn này các em. Đây là bộ áo khoác bằng lông thỏ màu trắng tinh luôn. Mặc kiểu áo này vô thì sẽ rất là ấm nè. Kiểu áo này thì có cổ cao hơn và có một cục bông nữa nè. Còn áo này thì được làm bằng lông cừu, có đính những bông hoa tuyết nè các em. Đây là một kiểu áo lông màu xanh, cũng có những bông hoa tuyết màu xanh luôn, rất là nổi bật. Kiểu áo ren này dễ thương quá các em ơi, là một lớp ren mỏng, có thể nhìn xuyên thấu qua và có những bông hoa tuyết li ti lấp lánh nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn cho nàng công chúa Elsa một đôi giày thật là đẹp để đi dự tiệc nha. Đây là một đôi giày màu xanh. Đôi giày này màu tím, cũng có bông hoa ở phía sau gót nè. Đây là một đôi giày màu xanh da trời. Đôi giày này còn có đính đá ở mũi nữa nè. Đôi giày này bằng thủy tinh rất là đẹp nè các em. Đôi giày này có đính đá thủy tinh và là những bông hoa nè. Còn đôi giày này thì rất là cao. Nàng công chúa mang đôi giày này thì sẽ dễ bị té đây. Và nàng công chúa mang đôi giày này cũng rất khó di chuyển. Chúng ta sẽ chọn cho nàng công chúa đôi giày thủy tinh thấp hơn một chút nha. Xong rồi, vậy là chúng ta đã chọn đầm và giày xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đeo trang sức cho nàng công chúa nha. Chị Thảo Ngọc sẽ đeo bông tai cho nàng công chúa. Bây giờ mình cùng nhìn qua những đôi bông tai của nàng công chúa Elsa nha các em. Đây là bữa tiệc đánh dấu sự quay trở lại của nàng công chúa, cho nên nàng công chúa phải thật sự là nổi bật. Đây là một đôi bông tai màu xanh, một đôi bông tai tu rua nè. Bông tai này có màu xanh lá cây luôn nè. Còn đôi bông tai này thì bằng lông vũ này các em, rất là đặc biệt. Đôi bông tai này là một bộ đôi bông tai dài có đính đá quý màu xanh. Đôi bông tai này thì khá là đơn giản, chỉ là hai viên ngọc trai thôi các em ạ, nhưng mà vô cùng lấp lánh đó. Mình sẽ chọn cho nàng công chúa đôi bông tai có đính lông vũ nha. Trong nàng công chúa mang đôi bông tai này thì nhìn sẽ nữ tính và nhẹ nhàng hơn đó, nhẹ nhàng như những chiếc lông vũ vậy đó. Bây giờ nàng công chúa Elsa là một nàng công chúa của một vương quốc, cho nên nàng công chúa không thể quên bạn mang vương miện được. Nàng công chúa có rất nhiều vương miện để thay đổi nè. Đây là một vương miện có đính đá trái tim màu hồng nè, đá trái tim màu xanh lá cây nè, đá màu xanh da trời nè. Vương miện có viên đá siêu bự màu xanh lá cây luôn. Còn vương miện này thì bằng cánh chim nè. Vương miện này là được làm bằng những bông hoa màu tím và những viên đá nhỏ màu tím. Vương miện nào cũng lấp lánh và rất nhiều đá quý. Nàng công chúa đeo vương miện này thì sẽ nổi bật, ai cũng có thể gây sự chú ý đối với nàng công chúa hết ạ. Bây giờ mình sẽ chọn một vương miện cho nàng công chúa nha. Chị Thảo Ngọc sẽ chọn cho nàng công chúa vương miện có đính đá màu hồng này nha. Bởi vì vương miện màu hồng này rất hợp với bộ đầm màu hồng của nàng công chúa đang mặc đó.
giờ là công chúa của chúng ta chỉ thiếu một chiếc vòng cổ thôi đó các em. Mình sẽ chọn cho nàng công chúa một chiếc vòng cổ thật là đẹp nha. Đây là một chiếc vòng cổ có cục đá bằng màu xanh rất là to nè. Đây là một cục đá màu xanh lá cây. Đây là chiếc dây chuyền nhỏ có đá hình tam giác nè. Dây chuyền này thì nhỏ hơn, trông không mấy nổi bật. Dây chuyền này đẹp quá các em ơi. Dây chuyền này có chi tiết đặc biệt là những cánh chim nè, còn có nhiều đá lấp lánh nữa. Còn dây chuyền này là những bông hoa nhỏ kết lại với nhau nè, rất là đáng yêu. Mình sẽ đeo cho nàng công chúa dây chuyền bự này nha. Vậy là nàng công chúa của chúng ta đã sẵn sàng đến dự buổi tiệc rồi. Chàng hoàng tử Adam đang đợi nàng công chúa ngoài sảnh để dắt nàng công chúa vào trong khán phòng rồi. Bây giờ nàng công chúa của chúng ta hãy sẵn sàng lên ngựa đi cùng hoàng tử đến lâu đài dự tiệc đi nha. Xin chào nàng công chúa nha. Các em ơi, vậy là chúng ta đã chuẩn bị cho nàng công chúa đi dự tiệc xong rồi. Video của chị Thảo Ngọc đến đây là kết thúc rồi. Các em ơi đừng quên subscribe kênh Tiny Baby của chị để có thể theo dõi những video mới nhất từ chị Thảo Ngọc nha.